Festival là lễ hội đầu tiên mà Đông Vũ mặc bộ trang phục này. Bởi vậy các bạn chính là những vị khán giả đầu tiên được chiêm ngưỡng nhân vật Minh Giáo do cosplay cosplay Đông Vũ thể hiện trong Summer Anime Expo. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho cosplay Đông Vũ.